Kính chào quý vị đã đến với Người Việt Hoa Kỳ Daily News. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. Kính thưa quý vị, bản tin hôm nay bao gồm những tin chính sau đây. Tên bắn chết của ông gốc Việt đang đi bộ buổi sáng, muốn giết nhiều người. Đám cưới thành đám tang, chồng bị buộc tội giết vợ trong tuần trăng mật. Người phụ nữ thiệt mạng sau khi bị chiếc xe ăn cắp đụng rồi bỏ chạy. Hai nghi phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên qua Mexico bị bắt. Huấn luyện viên dạy võ bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Kẻ ăn cắp bộ phận chuyển đổi xúc tác xe hơi gốc Việt phạm tội nhiều lần. Truy lùng người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ tại tiệm massage. Nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga Barry Banai qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết. Tên bắn chết của ông gốc Việt đang đi bộ buổi sáng muốn giết nhiều người. Philadelphia, Pennsylvania. Nghi phạm bị cáo buộc giết chết một người đàn ông gốc Việt khi đi dạo buổi sáng tháng trước ở Philadelphia đã bị bắt ở Massachusetts theo sở cảnh sát Boston. Wagner Tejeda Peña, 24 tuổi, bị truy nã trong vụ xả súng giết chết ông Lợi Nguyễn vào ngày 21 tháng 6 tại khu 4200 đường L. Đoạn video giám sát cho thấy nghi phạm chạy đến phía sau nạn nhân và bắn một phát vào sau đầu của ông khi ông đang trở về từ chuyến đi bộ buổi sáng. Các nhà điều tra cho biết họ đã tìm thấy một vỏ đạn từ vũ khí bán tự động chỉ cách nạn nhân vài inch. Ông Lợi Nguyễn được tìm thấy gần cửa sân sau của mình. Nạn nhân được các nhân viên y tế tại hiện trường tuyên bố đã chết lúc 5 giờ 44 phút sáng. 15 phút trước khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát cho biết Tejeda Peña đã dí súng ngắn vào đầu của hai nạn nhân trên dãy phố 1200 của East Louisiana. Hắn ta bị cáo buộc đã bóp còi nhiều lần nhưng súng bị trục trặc và hắn ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Wagner Tejeda Peña cũng bị truy nã vì hai vụ đâm chết người ở Boston và gần đây hắn ta đã đe dọa các thành viên trong một gia đình. Sở cảnh sát Boston cho biết hôm thứ Năm, Tejeda Peña đã bị bắt vào khoảng 11 giờ 27 phút tối thứ Năm ở Lawrenceville, Massachusetts. Peña bị buộc tội là kẻ chạy trốn khỏi công lý liên quan đến vụ giết người ở Philadelphia. Hắn ta cũng bị buộc tội với hai tội danh tấn công và sử dụng vũ khí nguy hiểm khi rời khỏi Boston. Peña đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Đám cưới thành đám tang, chồng bị buộc tội giết vợ trong tuần trăng mật. Fiji, một người đàn ông ở Memphis bị buộc tội giết người sau khi cảnh sát cho biết anh ta đã giết vợ khi đang đi hưởng tuần trăng mật của hai vợ chồng ở Fiji. Các nhà chức trách cho biết Bradley Robert Donson, 38 tuổi, đã sát hại vợ là Christy Jane Donson, 36 tuổi, tại một khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Yasawa. Cặp đôi đã sống trong ngôi nhà mới trên đại lộ LZ trong khu Cooper Young của Memphis. Một trong những người hàng xóm của cặp đôi cho biết người vợ rất phấn khởi về chuyến đi đến Fiji để hưởng tuần trăng mật. Christy Jane Donson tốt nghiệp Đại học Tennessee và làm dược sĩ tại Kroger. Các phóng viên đã nói chuyện với luật sư của Bradley Robert Donson vào thứ Hai. Luật sư của Donson cho biết ông không thể xác nhận cách thức mà người vợ đã chết, nhưng cho biết thân chủ của ông là trong sạch. Luật sư xác nhận thi thể của người vợ được tìm thấy trong phòng khách sạn. Youth Village, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ trẻ em, xác nhận rằng Bradley Robert Donson làm việc cho tổ chức nhưng đã bị đình chỉ. Bradley Donson là một chuyên gia công nghệ thông tin tại Youth Village. Anh ta đã bị đình chỉ để chờ lấy thêm thông tin. Chúng tôi hiểu rằng cô Jane là vợ của anh ấy và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của cô, Youth Village cho biết trong một tuyên bố. Người phụ nữ thiệt mạng sau khi bị chiếc xe ăn cắp đụng rồi bỏ chạy. St. Paul, Minnesota. Cảnh sát St. Paul cho biết bà Foa Thảo Hằng đã chết hôm Chủ nhật sau khi tài xế của chiếc xe bị trộm đâm vào chiếc xe bà đang đi. Các cảnh sát vẫn đang tìm kiếm một số nghi phạm mà họ cho là đã chạy khỏi hiện trường vào đêm hôm đó. Cảnh sát trưởng lâm thời Jeremy Ellison cho biết bộ phận đã dừng lại hiện trường của vụ tai nạn, thu thập các mẫu DNA và đang xem xét các bằng chứng video. Gia đình của nạn nhân lần đầu tiên lên tiếng hôm thứ Tư. Bà Thảo Hằng luôn tin tưởng vào lòng tốt của con người và cá nhân, tôi biết điều này là đúng. Gail Chan Bohr, thẩm phán cao cấp của bang Minnesota và là bạn lâu năm của nạn nhân nói, và giống như gia đình của bà ấy, tôi đau đớn khi bà ấy qua đời. Bohr và sở cảnh sát yêu cầu công chúng giúp đỡ trong vụ án gây rúng động cộng đồng người Hmong. Đây là một sự cố rất bi thảm và không thể chấp nhận được, cảnh sát trưởng Ellison nói. Ông cho biết xe của bà Thảo Hằng đã bị đụng vào đêm Chủ nhật bởi một chiếc SUV bị đánh cắp ở Minneapolis.
Các tài xế khác cho biết chiếc xe này đã chạy quá tốc độ và lái xe ẩu trước khi xảy ra vụ tai nạn ở giao lộ ngay phía đông quốc lộ 61. Không chỉ mất đi một thành viên của cộng đồng mà chúng ta còn mất đi một thành viên của gia đình mình. Thị trưởng St. Paul Melvin Carter, người đã biết gia đình hơn 20 năm cho biết. Cảnh sát trưởng Ellison nói rằng không có mô tả chắc chắn về các nghi phạm. Chỉ biết rằng ông biết nhiều hơn một người đã được nhìn thấy chạy ra từ chiếc SUV. Chồng của bà Thảo Hằng cũng bị thương trong vụ va chạm. Cảnh sát nói rằng ông là tài xế lái chiếc xe lúc đó. Ông đã được xuất viện và đang hồi phục sức khỏe tại nhà. Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc, hãy gọi cho đơn vị an toàn giao thông và người đi bộ của Sở Cảnh sát St. Paul theo số 651-266-5656. Hai nghi phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên qua Mexico bị bắt. San Luis Obispo County, California, một cô gái trẻ mất tích vào đầu tháng này đã được tìm thấy an toàn. Và cảnh sát cho biết hai người đã bị bắt vì liên quan đến sự mất tích của nạn nhân. Văn phòng cảnh sát San Luis Obispo lần đầu tiên bắt đầu cuộc điều tra về tung tích của cô gái 15 tuổi Aliana Trujillo vào ngày 1 tháng 7 sau khi cô mất tích ở Nipomo. Cô gái sống ở Arizona nhưng đến thăm gia đình ở Nipomo, nơi cô được nhìn thấy lần cuối cùng. Trong cuộc điều tra, các thám tử phát hiện ra rằng có một người đàn ông và một người phụ nữ mà cô gái mất tích đã kết bạn trên mạng xã hội trong năm qua. Các thám tử đã có thể xác định được Daniel Navarro, 38 tuổi, đến từ Victorville, California, người mà họ cho rằng đã giả danh một thiếu niên và đã cố gắng thuyết phục cô gái trẻ chạy trốn cùng anh ta đến Mexico. Các thám tử cũng xác định Julie Lê, 20 tuổi, đến từ Garden Grove, California, người mà họ nói có thể đã đưa Navarro và cô gái trẻ đến Tijuana, Mexico. Lệnh khám xét đã được thực hiện trên các tài khoản mạng xã hội và điện thoại di động của cả hai nghi phạm. Cả Navarro và Julie Lê đều bị bắt vào ngày 10 tháng 7, sau khi họ cố gắng nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ từ Mexico. Ngày hôm sau, 11 tháng 7, thiếu nữ mất tích đã được các nhà chức trách Mexico giải cứu khỏi một ngôi nhà ở Tijuana, Mexico. Cô bé 15 tuổi, Aliana Trujillo, đã được đưa về với gia đình của mình một cách an toàn. Nhờ sự giúp đỡ của FBI, Bộ An ninh Nội địa, Văn phòng Cảnh sát trưởng San Luis Obispo và Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Huấn luyện viên dạy võ bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Castle Rock, Colorado, một cựu huấn luyện viên Taekwondo đã bị bắt vào tuần trước với 35 tội liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em, đã ghi lại hình ảnh của nhiều trẻ em khi chúng thay đồ ở nhiều địa điểm. Các sự cố được biết đến xảy ra từ năm 2019 đến năm 2021, khi Eric Chen điều hành với tư cách là người hướng dẫn tại Học viện Taekwondo Hanli, cảnh sát Castle Rock cho biết. Chen phải đối mặt với các tội danh, 9 tội danh bóc lột tình dục trẻ em, 9 tội dụ dỗ trẻ em, 8 hành vi bóc lột tình dục video trẻ em. Các nhà điều tra lần đầu tiên biết về những cáo buộc chống lại Chen vào ngày 21 tháng 2 năm ngoái, khi một phụ huynh liên hệ với cảnh sát Aurora. Ông kể rằng con gái của ông nói với ông rằng họ đang thay đồ tại một trung tâm giải trí thì phát hiện thấy điện thoại của Chen ghi lại cảnh của họ khỏa thân. Họ xác định Chen là huấn luyện viên của trại Taekwondo. Các nhà điều tra của APD sau đó đã xác định vụ việc xảy ra tại trung tâm giải trí Lone Tree vào thời điểm đó. Chen điều hành Học viện Taekwondo của Hanli ở Aurora, một địa điểm thứ hai ở Castle Rock. Các nạn nhân cho biết họ đang đi bơi và khi đến lúc thay đồ để đi ra ngoài, Chen nói với họ rằng họ có thể sử dụng phòng thay đồ dành cho nam giới mà anh ta vừa ra khỏi vì tất cả các phòng khác đều đã kín chỗ. Chen để ba lô trong phòng. Theo lời của các nạn nhân, họ nghe thấy thông báo từ điện thoại của anh ta nằm trong ngăn lưới bên ngoài của chiếc túi. Một trong những cô gái đã nhấc điện thoại và nhận thấy nó đang ghi âm. Cô dừng ghi hình và nhận thấy có 3 video, mỗi video dài khoảng 5 phút. Dựa trên các hành vi bị nghi ngờ, các nhà điều tra đã nộp đơn xin tra khám xét. Và vào tháng 8 năm 2021, lệnh này đã được thực hiện tại nhà của Chen. Các nhà điều tra đã xem xét thêm các thiết bị điện tử của Chen. Trên các thiết bị đó, khoảng 100.000 tệp được coi là tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em đã được nhìn thấy. Khoảng 90% các tệp cho thấy các cô gái trẻ và hầu hết các tài liệu là được tải xuống. Một số video cho thấy các trẻ nhỏ tham gia vào các hành vi tình dục cũng đã được tìm thấy. 8 video dường như được sản xuất bởi Chen và cho thấy những đứa trẻ đang thay đồ trong các trung tâm giải trí. Có 8 nạn nhân được biết đến, tuy nhiên 5 nạn nhân xuất hiện trong video vẫn chưa được xác định danh tính. Trong số các nạn nhân có 4 cô gái trẻ và một em bé trai.
Ngay sau khi lệnh khám xét được thực hiện tại nhà của Chen, các nhà điều tra biết được rằng anh ta được Lifetime Fitness ở Centennial thuê để điều hành trại trẻ em của họ. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Chen đã bị cảnh sát quận Arapaho bắt tại trung tâm vì đánh vào mặt của một đứa trẻ nhiều lần. Kẻ ăn cắp bộ chuyển đổi xúc tác xe hơi gốc Việt phạm tội nhiều lần. Seattle, đang phạm 22 tuổi, đã xuất hiện trước một thẩm phán vào sáng thứ Năm tại tòa án quận King. Video an ninh cho thấy Đan Phạm đã ăn cắp một bộ chuyển đổi chất xúc tác từ ô tô của một thiếu niên ở Bellevue. Mẹ của thiếu niên cho biết gia đình đang bất ổn và không muốn tiết lộ danh tính của họ. Các thám tử cho biết Đan Phạm là một tên trộm chuyên nghiệp. Anh ta thậm chí còn mặc cùng một chiếc quần màu đỏ từ một số vụ trộm cắp bộ chuyển đổi chất xúc tác trong một vụ trộm hàng. Các nhà điều tra cho biết Đan thừa nhận đã bán các bộ phận bị đánh cắp trực tuyến. Các vụ trộm cắp bộ chuyển đổi chất xúc tác đã tăng lên trong 2 năm qua. Vào tháng 3, cảnh sát Bellevue đã thành lập một đội đặc nhiệm với 8 sở cảnh sát và văn phòng cảnh sát quận King để bắt những tên trộm. Các thám tử của chúng tôi sẽ làm việc với các công tố viên để tìm và bắt giữ cũng như buộc tội những tên tội phạm này và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, Mark Tarantino của sở cảnh sát Bellevue cho biết. Hồ sơ tòa án cho thấy Đan Phạm đã được thả vào ngày hôm sau. Hôm thứ Năm tại tòa án, luật sư của Đan Phạm đã tranh luận về việc trả tự do cho anh ta, bất chấp chuỗi bị cáo buộc của anh ta là trộm cắp. Thẩm phán cho Đan Phạm về nhà với điều kiện là anh ta sẽ trở lại vào những ngày ra tòa sau đó, nói rằng luật pháp nghiêng về việc thả tự do cho các tội bất bạo động. Truy lùng người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ tại tiệm massage Hilton Head Island, South Carolina. Các nhà chức trách quận Beaufort đang truy tìm một người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục một khách hàng nữ trong khi massage. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Beaufort, vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 6 tại một tiệm massage ở Port Royal Plaza trên đảo Hunter Head. Nạn nhân nói với cảnh sát rằng cô đang được massage thì bị tấn công tình dục bởi một người mà cô tin là một người đấm bóp. Trong quá trình điều tra, chủ tiệm thông báo với cảnh sát rằng người vi phạm đã tiếp cận với doanh nghiệp và đề nghị cung cấp dịch vụ massage trên cơ sở thử việc với hy vọng có được việc làm. Người vi phạm được báo cáo đã không xuất trình giấy tờ tùy thân. Chủ doanh nghiệp thông báo với các nhà điều tra rằng nghi phạm được mô tả là một nam giới châu Á ngoài 60 tuổi đã rời phòng khách sạn sau khi vụ hành hung và chưa quay trở lại. Nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga Paris by Night qua đời, Midway City, California. Ông Tô Văn Lai, người sáng lập trung tâm Thúy Nga, đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 7 ở Midway City, Nam California, sau một thời gian chống chọi với bà bệnh, thọ 85 tuổi. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ thương tiếc sau khi bà Tô Ngọc Thủy, con gái của ông Tô Văn Lai, thông báo tin buồn trên Facebook cá nhân. Bà cho biết, ba tôi đã bị suy tim và nhiễm trùng máu ở trong bệnh viện cũng 45 ngày rồi. Chúng tôi quyết định đem về nhà để cho ba đi trong bình yên. Ông Tô Văn Lai cùng vợ là bà Thúy Nga từng lập hãng băng đĩa mang tên Thúy Nga tại Sài Gòn năm 1972. Bên cạnh những vở tuồng cải lương, Thúy Nga cũng sản xuất một số băng cassette với các ca sĩ Sài Gòn lúc bấy giờ như Thái Thanh Selection, Tiếng Hát Thanh Tuyền, Ngô Thụy Miên, Tiếng Hát Khánh Ly. Sau năm 1975, gia đình ông bà Thúy Nga cùng các con đến Pháp theo diện công dân hồi hương do bà Thúy Nga mang quốc tịch Pháp. Năm 1981, tiệm băng nhạc Thúy Nga ra đời, sản xuất nhiều băng video cải lương và Paris by Night đầu tiên do ông Tô Văn Lai làm giám đốc sản xuất ra mắt năm 1983. Thời gian đó, ông và bà Thúy Nga tập hợp các ca sĩ, nhạc sĩ tha hương để làm chương trình ca nhạc. Năm 1986, Trung tâm Thúy Nga cho ra đời Paris by Night số 2. Từ năm 1987, Thúy Nga Paris by Night ra mắt đều đặn hàng năm. Đến năm 1989, gia đình ông Tô Văn Lai sang Mỹ định cư. Khoảng cuối thập niên 1990 và những năm 2000 là thời kỳ đỉnh cao của Trung tâm Thúy Nga, khi mỗi năm phát hành đến 5 chương trình Paris by Night, chưa kể các đĩa ca nhạc của các ca sĩ thuộc trung tâm. Một đài nhạc hội của Thúy Nga có thể tốn đến cả triệu Mỹ Kim chi phí sản xuất để có một chương trình hoàn hảo và mãn nhãn nhất cho khán giả. Theo trang Thúy Nga Paris by Night, gia đình ông Tô Văn Lai từng mong ông trở thành bác sĩ, nhưng do điều kiện kinh tế nên ông đã chuyển sang ngành sư phạm. Sau khi ra trường, ông dạy học tại trường nữ sinh Lê Ngọc Hân tại Mỹ Tho. Ngoài ra, trong thời gian đó, ông còn phụ trách tuyển chọn nhạc cho chương trình văn nghệ phát thanh học đường hàng tuần. Trang web của Thúy Nga cho biết, sau năm 1975,
Ông Lai và bà Thúy may mắn đến được Paris mang theo tất cả băng đĩa mà họ có, cùng với đó là ký ức về mảnh đất quê hương. Cho tới nay, Thúy Nga vẫn được điều hành bởi chính gia đình sáng lập khi bà Tô Ngọc Thủy cùng chồng tiếp tục dẫn dắt trung tâm. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ. Xin quý vị bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được tin mới nhất và xin chia sẻ để thông tin đến được với nhiều người. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Kính chúc quý vị có một ngày bình an.